Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Giai TV. Lời đầu tiên, Bà Giai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Và kính thưa quý vị, trong video này Bà Giai sẽ chia sẻ tiếp đến tất cả quý vị và các bạn về sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ. Và hôm nay chúng ta nói về chủ đề quán bún bùa, ý của lồng lồng, quán bún bò. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, trên kênh Bà Giai TV, cái quán bún bò của Lê Thị Di Bằng và bà An L hiện đã trở thành một cái tâm điểm thu hút cái sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thu hút ở đây không phải là vì cái chất lượng của cái tô bún bò ra sao, bởi vì là không ai dám ăn mấy cái thứ là bún bùa như vậy cả. Cái điều mà khán giả quan tâm đây đó chính là những cái đoạn tấu hài của Lê Thị Di Bằng và các cái thành viên ở trong quán. Thỉnh thoảng thì lại có thêm cái sự hỗ trợ của các khách hàng. Khách hàng này là nằm trong hoạt ghép tới ăn nha quý vị. Nếu như mà cái việc xem hài đó thì không khiến cho chúng ta cười, chúng ta vui, thì hãy tin Bà Giai đi. Hãy tìm xem các cái đoạn tấu hài ở trong quán bún bò của Lê Thị Di Bằng. Đảm bảo quý vị và các bạn là cười té ghế luôn. Bởi vì thực tế cái quán bún bò này được mở ra mục đích chính là chỉ là để rửa tiền mà thôi. Như là một cái rạp xiếc không hơn không kém quý vị ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, vì sao cái quán bún bò của Lê Thị Di Bằng và bà L lại bị gọi lái là thành quán bún bò? Để lý giải cho cái tên này thì chúng ta chỉ cần là hướng đến là bà Sáu Liều Mạng. Với cái kinh nghiệm bùa ngải tổng hợp, bà Sáu Liều Mạng đã trở thành một cái thể loại là tâm linh siêu lầy lội ở trong gia đình này. Bà ta chơi bùa, chơi ngải từ nhà cho tới bệnh viện luôn quý vị. Tại bệnh viện đó, cái lúc mà có nghệ sĩ là tới hồi nguy kịch đó, thì bà ta lại dán bùa dán ngải lên trên cổ của cố nghệ sĩ. Chắc lúc đó đó, bà ta đang muốn là cố nghệ sĩ là phải ráng mà nói chuyện được, để bà ta còn hỏi về các cái vấn đề là sổ đỏ, di chúc, di nguyện, vân vân và nhân dân. Chứ mà nói bà Sáu Liều Mạng dán bùa trên cổ của cố nghệ sĩ như vậy là để trị khối u cho anh của mình, thì cái chuyện này đó thì phải nói là khó xảy ra lắm quý vị. Hãy nhìn vào cái hành vi của bà ta khi mà cố nghệ sĩ vừa qua đời đó, thì chúng ta đã đủ hiểu. Ở đời muôn thuở có cái câu nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng mà bà Sáu Liều Mạng không thể nào cho anh mình được yên tâm mà an nghỉ. Bà Sáu Liều Mạng liên tục bày mưu tính kế hãm hại hương linh của anh mình. Thầu đám tang thì cho Lê Thị Di Bằng xúc phạm danh dự của anh mình để mà kêu gọi tiền phúng điếu. Nói là con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi, kết hợp với ông xà để mà chèn ép con gái của cố nghệ sĩ. Sau đám tang thì tiếp tục bà Sáu Liều Mạng lại chơi cái trò bùa ngải trấn yểm ở trên bàn thờ của anh mình. Xong rồi đến ngày tạ mã đó thì không đạt được cái mục đích như là mình mong muốn. Bà Sáu Liều Mạng lại tiếp tục bày một cái mâm cúng là vô cùng cạch cỡm, cúng cơm cho anh mình. Mà bà ta là bày một cái mâm cúng cũng như là đồ cúng của hồn vậy quý vị. Nói thật với quý vị và các bạn, bà Sáu Liều Mạng mà thương anh của mình thì phải nói là thế giới này không có chiến tranh, mà thiên nhiên cũng không còn là gây ra thiên tai bão lũ nữa quý vị. Tóm lại thì cái chuyện này nó rất là khó xảy ra quý vị ạ. Dù cho anh Năm đã hy sinh rất nhiều thứ để lo cho bà ta, nhưng mà đối với bà ta đó, cái việc là anh Năm làm chỉ là trách nhiệm, bà ta là không cần phải làm ăn ơn. Vừa dốt luật, cho nên là bà Sáu Liều Mạng có cái suy nghĩ đó thì cũng rất bình thường. Chứ ai đời mà nói được cái câu tài sản này là của anh của cô để lại cho cô, cho nên cô có quyền hưởng. Nói được cái câu này phải nói là ngu lâu dốt bền khó đào tạo rồi đó quý vị. Một tiểu thơ, một cô em gái, cái công việc nhà chưa bao giờ động móng tay vào làm. Nhưng mà hiện tại đó thì lại là ra quán bún bò, lau bàn, rửa chén các kiểu quý vị. Dạ rồi, bớt tạo nét lại đi bà Sáu Liều Mạng ơi. Người mẹ thì làm lao công tạp vụ ở bên trong, con rể thì quát khách rồi dắt xe ở bên ngoài, còn con gái thì tương tác với máy quay của các youtuber để tấu hài. Cứ như là một rạp xiếc vậy quý vị, núp bóng cái quán bún bò. Ba mẹ con gộp lại thì cũng có thể là mở được một cái đội xiếc đi mà xiếc kiếm tiền được rồi đó. Người thì xiếc chén dĩa nè, người thì xiếc xe máy, người thì xiếc tiền. Trên mạng xã hội có rất nhiều cư dân mạng đều là đồng quan điểm. Cái bọn này mở cái quán bún bò chủ yếu là để Lê Thị Di Bằng rửa tiền. Có thể là Lê Thị Di Bằng
hiện tại là muốn được là lái xe ô tô lắm, muốn mua nhà mới lắm rồi. Cho nên là phải tập trung tô vẽ vào cái quán bún bò này để cái quán này là trở thành một cái quán bún là vô địch siêu cấp. Một cái quán bún bò đi vào kỷ lục về cái đơn hàng. Phải cho khán giả nhìn thấy cái quán này là phải có lời. Mà lời là rất là siêu, lời rất là nhiều. Để mà sau này Lê Thị Diêu Bằng công khai mua tài sản mới đó, thì Lê Thị Diêu Bằng sẽ có cái lý do chính đáng để là giải thích với thiên hạ. Bà L, bà Tổng Khẩu, đảm nhiệm cái chức vụ là bếp trưởng. Từ một cái bà bán bún, nay đã trở thành một là nghệ nhân siêu đỉnh luôn quý vị. Trong một cái buổi sáng thôi heo, mà bà ta bán được là 600 tô bún. Quý vị thấy ghê không? Cái câu nói là chính miệng bà ta nói. Tính theo cái khung giờ bình thường á, từ 7 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa ha, tổng cộng chúng ta là có 5 tiếng đồng hồ. Để bán được 600 tô bún á, thì trong vòng 5 tiếng, năng suất của bà L này phải đạt mức là 30 giây trên một tô bún. Quý vị thấy ghê không? Lê Thị Di Bằng hãy nhanh nhanh đăng ký cho bà L này, đăng ký kỷ lục được rồi. Cái người phụ nữ bán bún bò siêu cấp nhất Việt Nam. Chứ nhìn bà ta cũng giống như là một cái diễn viên xiếc gì đó. Phải nói là đỉnh quá. 30 giây hoàn thành một tô bún thì hà hì hục 5 tiếng đồng hồ để mà thành công 600 tô bún bò. Phải nói đúng là quá đỉnh. Mấy ai làm được như bà L nè, phải không quý vị? Thiết nghĩ thay vì anh YouTuber quay cái cảnh nói chuyện tự nói rằng là bản thân của bà ta bán được 600 tô bún bò trong một cái buổi sáng, thì anh ta nên quay lại cái cảnh là bà ăn L chính tay hoàn thành 600 tô bún bò thì mới có tính thuyết phục. Chứ nói lơi khơi như vậy đó thì nói láo nói xạo thì chúng tôi báo công an vào đánh thuế thu nhập đó nha. Chứ không phải chơi đâu nha. Lúc công an vào lòi ra một mớ chuyện nữa thì lại mệt đó nghe trời. Cho nên là cái gì có thì mình hãy nói. Còn cái gì mà không đó thì thôi mình bớt xạo lại đi. Và trong cái câu chuyện là 600 bún bò của bà L này, nếu như mà bà L làm được như vậy đó, thì sau khi hoàn thành cái phi vụ rửa tiền của mình, thiết nghĩ là bà L cũng đừng nữa bán bún bò nữa, mà hãy đi theo một cái gánh xiếc nha. Có tương lai lắm là bà L xiếc bún bò, phải nói là thú vị lắm. Một cái quán bún bò nhỏ như thế lại còn nằm ở trong hẻm, quán mới mở được vài ngày, ngoài tai tiếng ra thì không hề có một cái sự nổi tiếng nào. Thậm chí là khi tìm kiếm trên các ứng dụng giao đồ ăn đó quý vị, thì cũng không thấy cái quán bún bò của cô An L này ở Phan Đình Phùng. Vậy phía Lê Thị Di Bà cũng bày đặt là tạo ra những cái vụ bom hàng tùm lum tà la hết. Họ còn từng lên kịch bản nói rằng là nghệ sĩ Kim Tử Long đặt bún bò rồi bom, lợi dụng tên tuổi Kim Tử Long để nổi tiếng nữa hay gì trời. Hết lợi dụng cậu của mình thì chuyển qua lợi dụng Kim Tử Long nữa. Trên kênh YouTube quảng bá cho bún bò đó, còn có lần mạnh dạn công bố rằng là mẹ của Vũ Luân đến ủng hộ bún bò để thu hút người xem. Nói thiệt nghe, một cái quán bún nhỏ lẻ không tên không tuổi mà mong muốn được cái sự ủng hộ của Kim Tử Long và mẹ nuôi của Vũ Luân thì phải nên coi lại mình, tư cách mình ở đâu. Một cái quán bún bò cóc ké mà cứ hô hào không biết là quê sao trời. Phải nói là hết tấu hề rồi chuyển qua xiếc. Toàn là, phải nói là cố tình diễn trước cái ống kính YouTuber để qua mặt khán giả. Toàn là bịa đặt. Chứ có cái chuyện nào là thật đâu. Cái sự kệch cổm và hài hước trong các bước đi của phe cành cờn khiến cho khán giả phải nói là quan ngại về cái tương lai của cái mớ tiền phúng điếu đang được Lê Thị Di Bằng cắt giữ. Cho dù ngày nào Lê Thị Di Bằng cũng công bố là quán bún bò bán được 500-600 tô hoặc là hơn thế nữa thì cũng có ai tin đâu nè. Đúng không? Muốn âm thầm rửa tiền thì thiết nghĩ là nên rửa trước khi drama này nổ ra. Lúc đó đó có thể là đánh lừa được khán giả. Còn đằng này đó quá nhiều cái chuyện vô lý đã xảy ra rồi. Rửa tiền tầm này thì có ai mà tin nữa đâu trời. Một cái màn xiếc thú vị nữa mà Lê Thị Di Bằng đã gửi đến cho khán giả cộng đồng mạng đó là khi mà cô ta được khách đến ăn bún bò bò tiền của gì. Lê Thị Di Bằng diễn một cái nét vui sướng, phải nói là nó giả trăng. Ôi là trời, tiếp viên bún bò mà cứ tưởng là mình là tiếp viên hàng không gì trời. Bò các kiểu heo, có ai rảnh tới cái mức là đi ăn bún bò rồi là còn bỏ tiền ra là bò nhân viên không có gì? Hay là nhìn vào cái mặt của Lê Thị Di Bằng khá giống những cái người mà cho nên người ta thương hại, người ta bố thí tiền cho.
cầm tiền bo mà phải là cười te cười tuét, không biết thật hay là giả. Nhưng mà qua cái hành vi nhận tiền bo này đó, thì thấy Lê Thị Diêu Bằng chẳng có một cái tí tư cách nào để mà so sánh với con gái của cố nghệ sĩ cả. Con gái cố nghệ sĩ bán hàng online, mỗi khi mà khách hàng chuyển tiền dư cho con gái của cố nghệ sĩ đó, thì con gái cố nghệ sĩ sẽ chuyển trả lại cho khách liền. Đúng như là đã nói, một bên là ngang là dịch, thì làm sao có thể là so sánh được với Phượng Hoàng Công Chúa được. Một cái tiết mục xiết khác nữa đó chính là cái tình huống mà khách đến ăn bún đó, nhưng mà vẫn không quên cà khịa phía con gái của cố nghệ sĩ. Giả lại khách còn rất là nắm rõ drama này luôn. Thật là đáng ngưỡng mộ những cái tình cảm của khách đến ăn bún bò dành cho Lê Thị Diêu Bằng. Vừa đến ăn bún bò và để chia sẻ với Lê Thị Diêu Bằng, quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Nói thuê người đến ngồi ăn cho đông đúc đó thì chối rồi chửi người ta, nhưng mà những cái gì diễn ra thì phải nói là quá rõ ràng, quá là kệt cổng. Không phải người quen thì cũng phải là thuê ngồi đến ăn thôi. Những cái người mà đến ăn bún bò vào buổi sáng sớm đó, đa phần người ta ăn nhanh để mà người ta còn đi làm. Chứ ai mà rảnh mà ngồi đó buôn chuyện, tám chuyện, cà tịch, cà tan đủ trò với Lê Thị Diêu Bằng. Mình muốn nói xạo đó thì mình cũng phải có căn, có cơ. Làm đó phải có logic đàng hoàng đó, thì người ta xem, người ta mới tin được. Trời đất quý thần, cái toàn ra tạo ra những cái trò là kịch cổm như vậy, tấu hề hoài. Có ai mà tin đâu. Có thể thấy là Lê Thị Diêu Bằng đã rất là tâm huyết trong cái lần này. Lê Thị Diêu Bằng muốn biến cái quán bún bò của mình trở thành một cái quán bún bò là nổi tiếng, ăn nên làm ra. Để mà tâm nguyện được ngồi xe ô tô nè, được mua nhà to nè, được thực hiện sau khi là rửa tiền thành công. Vừa là ca sĩ, kim luôn diễn viên xiếc, diễn viên tấu hài, đa tài quá trời quá đất. Có cảm thấy là tủi thân và uổng phí tài năng của mình không Lê Thị Diêu Bằng? Bởi vì mình quá nhiều tài mà giờ đó mình không thể nào đi ca đi diễn được. Tại vì có ai mời đâu mà đi diễn. Với cái tên tuổi của Lê Thị Diêu Bằng thì ai mà dám đụng vào nữa. Mời show thì có chắc mà bể show người ta không chừng. Nếu như mà bản thân mình không tham lam đó, không cướp nhà của con gái của cố nghệ sĩ, không vướng vào tai tiếng, thì giờ Lê Thị Diêu Bằng cũng có thể là dùng tài năng đó của mình đi biểu diễn được rồi. Tiếc ghê luôn á. Tiền phúng điếu á, nó là tiền của người chết. Cái tiền đó ăn riết đó, nó cũng hết. Làm sao có thể là so sánh được với cái số tiền mà mình tự làm ra, tự đi hát mà có được. Giờ thì tự làm, tự chịu thôi. Phải nói là đáng đời, vừa lắm Lê Thị Diêu Bằng à. Kính thưa quý vị và các bạn, Ba Giây xin được khép lại video này. Và Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm qua chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.